Để cả nhà thấy. Già lắm rồi. Năm nay hả cô? Tai luôn, nói tới chuối là tai rung luôn. Cô có chồng không? Nhà cô có chồng không? Có. Dạ. Rồi luôn, mà năm nay là lỗ luôn, bán được có 2.700 à. Dạ. Ừ, Trung Quốc nó tới nó mua luôn á, chứ không phải là mình trực tiếp qua ai hết trơn á. Nhà cô chồng nhiều không? Thằng con nó mướn đâu ở ngoài thì sao ăn đóng á, sao lưng đây sao ăn đóng á. Rồi buổi sáng tốt đẹp, tôi xin kính chào đại gia đình thân mến nha. Bây giờ sáng là sáng hôm nay cũng đang ở đây là gần cái khu vườn chuối á, sáng ra ăn bún chảo con Hà Nội. Mấy ngày nay thì Tuấn nghe thông tin đó, chuối gì đâu mà rẻ quá trời luôn, bà con chặt đem cho từ thiện không mà khỏi bắt không bán luôn á. Là hôm nay đi vô ghi hình lại cho cả nhà xem. Tới đây sáng ra làm tô bún cái lót dạ chạy vô này, bún chả Hà Nội mà có mặt ở tại Đồng Nai nha. Ở trong này mấy nay thấy tình hình nghe nói chuối rồi, mấy nay rẻ ghê hả chị ạ? Là bự luôn hả? À, đẹp luôn hả? À. Dạ, là chuối xuất khẩu luôn đó nha. Còn mà chuối chạt đó là chỉ có chừng có mấy trăm đồng ngàn. Ủa, ông xã chị là chở chuối luôn hả? À? Trồng chuối luôn nha, chị trồng chuối luôn hả? À? À, chở cho người ta. Hôm kia nghe nói hôm trước là được 4.000, bây giờ cũng còn con qua về tặng chợ, giờ cũng còn có 2.000 vậy. Mà chuối xuất khẩu luôn đó nha. Rẻ dữ trời. Quá rẻ luôn. Nghe nói có nhiều người ta chặt bỏ luôn, cho luôn mà đâu bán đâu. Dạ, đúng rồi, cái không có đủ tiền ấy anh. Dạ. Từ từ quá trời luôn á. Có từ tử luôn hả? Trời ơi, nghĩ sao mà chết là chục người rồi, từ tử đó. Gì ghê trời. Thiệt luôn hả? Cách đây hôm tuần trước, thứ 5, thứ 4 rồi đó, có 2 vợ chồng cái thằng cụ tự tại mình chuối luôn. Chị nói em đẫn tóc gáy luôn á. Ờ quá nhiều, như chọn 5 quốc tỷ mà anh nghĩ sao vậy? Người ta ở dưới miền Tây, người ta lên các năm ngoái thì chuối nó trúng. Người ta cầm sổ đỏ của đất đi đó. Dạ. Nó trúng nhiều quá, hay là người ta mang quá, ta cầm sổ đỏ. Giờ hả, cầm sổ đỏ giờ không cao được. Và đó, chị chia sẻ. Vậy là năm ngoái người ta trúng nhiều đúng không chị? Năm ngoái trúng nhiều, năm nay chết nhiều, năm nay chết hết. Chuối mà giờ còn có 2.000 thì là nói chung năm ngoái người ta cũng kiếm nhiều lắm, nhưng mà năm nay xui ha. Năm nay chứ cái gì cũng xui hay sao á. Năm nay cái gì cũng mất. Ồ, tử luôn hả? Tử đó, anh qua đó mà anh có làm hướng thường qua bên Tinh Lập á. Dạ dạ, em cũng muốn để chia sẻ đó cho mọi người biết để đề phòng. Đề phòng cái vấn đề mình trồng mà ồ ạt quá đó. Trồng ồ ạt quá. Nguy hiểm cho bà con thôi chứ không gì hết á. Chủ yếu là để mình chia sẻ cho người ta rút kinh nghiệm á. Chuối hôm qua ông về ông bảo bây giờ xuống chuối đẹp xuất khẩu sang Trung Quốc luôn mà còn có 2.000 mà. Dạ, rồi, cảm ơn chị nhiều ha. Tôi cũng ăn quán bún chả Hà Nội ở ngay Vĩnh An nha cả nhà, thị trấn Vĩnh An. Dạ, anh còn muốn là kinh tế qua bên Tân Lập. Dạ. Trời ơi, thế cuộc sống của bà con quá là khổ quá rồi. Dạ, mời cả nhà ăn sáng với Tuấn rồi. Mời cả nhà đi theo tôi qua chân. Quá khổ rồi. Rồi bà con kiểu này. Tại là cũng do năm ngoái trúng nhiều quá. Rồi cái người ta cũng ham á. Không đồng thường lắm anh, mới đồng mà chứa cũng chưa đổ là 9.000 là cũng trúng đó. Dạ. Mà năm nay hả em chết từ chết đi chết. Lỗ á, lỗ tiền phân á. Đủ thứ hết công rồi này kia. Coi chuối một quầy chuối như vậy, xá tổng quầy chuối hạn như là 10 quầy. Mười ngày nó chỉ được có 2 ngày thôi. Dạ. 2 ngày thì hầu như nó bỏ hết. Nó bỏ cuối đó là chỉ mấy ngày. Vừa có bán cho bán người đó, người ta cho luôn á, có 500 đồng. Ai không lấy được. À, quá khủng rồi. Phải là xài tỏi nhiều vậy hả chị? Mắm. Vậy là tính ra là tất cả cũng đều bị tiền ha, căng ha. Nói chứ mấy ông nhà giàu nó cũng bảo là tiền không quan trọng, mấy ông thử tiền không quan trọng. Anh công nhận không? Dạ. Trời ơi,
Nói chứ khi ốm đau bệnh tật con cái không có tiền lấy đâu ra, ai xin ai cho. Rồi giờ người ta hết đường cùng, người ta phải tự dẫn thôi. Mấy vụ á, đâu phải hai vợ chồng đâu, 4-5 vụ. Mà giờ xin ai cho? Xin trả cho thôi. Người khỏe khoắn lành lặn xin ai cho đúng không? Rồi đó. Dạ. Nó còn chửi thêm á chứ cho gì. À, dạ đúng rồi. Ok. Cảm ơn chị ha. Bún ăn ngon á, bún Omama cả nhà. Đây. Quán Huy Hùng. Chồng chị cũng tài xế luôn hả? Dạ, chồng em tài xế anh. Dạ, đồng nghiệp luôn. Dạ, đồng nghiệp. Dạ, giờ em vô trong Tân Lập em coi tình hình như thế nào. Dạ, anh coi Tân Lập á. Dạ. Cuối là anh nhìn thấy cảnh khổ lắm. Để mình chia sẻ đến cho cả nhà cùng biết để đề phòng. Chạy tới đây là khu Tân Lập nha cả nhà. À, khu này là khu chuyên xuất khẩu chuối đi Trung Quốc đây. Đây còn gọi là khu mỏ đá Sóc Lưu nữa. Đó, thì phía tay phải là những cái chuối già cỗi rồi nè. Phía tay trái là những cây đang rất là xanh tốt. Thì nói chung là tình hình không phải là Trung Quốc không nhập nha cả nhà. Vì cái số lượng cung nó vượt cầu. Số lượng càng ngày càng năm ngoái bị trúng á. Năm ngoái trồng trúng quá, trúng mánh quá thì bà con mới đổ xô nhau trồng nhiều thêm. Thì mới xảy ra tình trạng này. Năm nay thì quá nhiều đi. Quá nhiều đi nên là bên Trung Quốc ta ăn không nổi, không hết, tiêu thụ không nổi cả nhà. Cho nên là giá rất thê thảm luôn. Đây. Thì rất là đau lòng đó cả nhà. Thì Tuấn sẽ đi ghi hình lại những cái này để cho chia sẻ đến cả bà con để bà con đề phòng không sẽ gặp những tình trạng nguy hiểm. Thì ngày mai hoặc ngày mốt là Tuấn chuẩn bị xuất phát đi Trung Quốc tiếp rồi. Bây giờ Tuấn sẽ đi thẳng một vòng để quay cho bà con cô bác cùng xem luôn ha. Đấy nè, xung quanh hai bên hàng ngày vẫn những chiếc xe container vẫn chở chuối rất là nhiều luôn, đi Trung Quốc đều cả nhà. Đó, chứ không phải là không có hàng đi nha. Đây. Hai bên đường kính luôn, độ kính mít luôn. Nói chung là Trung Quốc vẫn ăn mà mạnh lắm, nhưng vấn đề là do là chuối nhiều quá nên là rớt giá đó cả nhà. Và bây giờ Tuấn sẽ đi thẳng lên xe vô vườn xem như thế nào ha. Đi qua đây là ấp văn hóa Tân Thành, xã Thanh Bình, Tân Lập, Trảng Bom, Đồng Nai nha cả nhà. Bây giờ đang đi qua đây thì cái khu này là mình đi lên một xíu là sẽ đi thẳng cái đường này là sẽ đi về hướng hướng Gia Kiệm cả nhà. Thì đi lên đây sẽ có một cái đường rẽ ra là khu làng Kiều Bào Campuchia. Ở chỗ này còn gọi là Bến Nôm. Đó. Thì Tuấn đi một vòng đây quay cho cả nhà xem. Nhìn cái khung cảnh nè, bà con mua bán hai bên đường này, bán rau rồi thịt rổ rồi này, đủ loại hết. Rau rổ 10.000 một món 10.000 nè, cá kiển nè. Đây người ta bày bán ra ngoài đường. Cá mắm nè, 40.000 một ký, đủ loại hết. Bây giờ mình sẽ đi vô trực tiếp trong vườn luôn ạ. Đây là chiếc đầu kéo để đi chợ chuối nè, kéo chuối đó. Cuộc đời đúng là con người mệt mỏi vì đồng tiền ha, lên voi xuống chó mấy hồi ha cả nhà. Rồi, không biết nói trước điều gì xảy ra. Rồi, mình cứ đi, mình rảnh rỗi ra thì mình đi chia sẻ đến cho bà con cô bác xem những thông tin thực tế nhất để tạo lên cái niềm vui trong cuộc sống. Niềm vui nỗi buồn lẫn lộn hết, gọi là buồn vui lẫn lộn á, có sao mà chia sẻ vậy cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, những chuối mọc trên núi đá này. Đó, những cái tổ đá ong quá trời luôn. Cái khu này đường này hơi nhỏ, đường này chỉ xe nhỏ vô lấy thôi. Thì sáng Tuấn có gọi cho một ông anh quen á ở Tân Lập đây này, mà ổng đi vô vườn sâu quá giờ không gặp được. Tí nữa chiều chiều ổng mới về tới nhà thờ cây gáo.
thì anh em sẽ gặp nhau tâm sự xíu. Đó cả nhà nhìn này, đây là cái khu sâu bên trong đây, nó trồng rất nhiều luôn. Rất là nhiều luôn cả nhà. Người ta cột những cái dây khá là rộng á, con đường khá là dài á. Biết đi được không? À, dạ, chào bác. Đường này đường đi được không bác? Dạ, đường này là đường không phải đường dân hả bác? Dạ dạ. Dạ dạ, cảm ơn bác. Nhà bác trồng chuối nhiều quá. Dạ. Bác là dân ở đây luôn hả? Dân ở Cần Thơ. Cần Thơ, đây sống luôn. Dạ. Con nghe nói chuối năm nay thất thu lắm hả bác? Dạ. Con đang đi vô đây lấy thông tin để chia sẻ cho bà con. Ủa, cá này phơi khô nhìn đẹp quá. Cá giống cá thắt lát, diêu hồng. Dạ, con chào bác luôn. Rất là nhiều xưởng đóng chuối luôn, bạc ngàn luôn cả nhà. Cả nhà nhìn hai bên đường nè, đó, kín luôn ha, kín mít luôn nè. Toàn là chuối không. Thôi hôm bữa là Tuấn đi là chỉ là quay là ngoài quốc lộ thôi, là cái tuyến đường đường đó là tuyến đường chính đó. Còn đây là vô những cái ngõ ngách rồi cả nhà nhìn nè, đó thấy không, hai bên đường chuối không à. Thì bây giờ là chuối người ta rẻ quá, người ta làm biến, người ta không bán luôn, người ta để cho nó già luôn á cả nhà, già rồi người ta đem biếu làm từ thiện. Hôm qua thì Tuấn thấy rất là nhiều xe tải vô chở đi lên phát cho các bệnh viện và những khu phòng trọ công nhân ở Bình Dương và Đồng Nai, Sài Gòn đó cả nhà. Hai bên đường thì bây giờ đây cả nhà thấy bạc ngàn luôn. Một số thì bị ảnh hưởng là do là mua bị thuốc sâu dỗm thì bị chết quá trời luôn. Một số thì giá rớt giá quá bán không được cả nhà. Đúng là quá là kinh khủng à. Đúng là cái đất nước nó rộng lớn, mình đi hoài cũng không biết được. Nào giờ Tuấn cũng lần đầu tiên vô đường này nè, đường lô 42 Trường An. Đó, nhiều đường lắm, lát nữa đi không biết đường ra luôn á. Trời ơi, quá trời luôn. Ông anh thì ổng đang vô trong cái vườn sâu rồi. Anh Khảm Đen. Anh đang vô trong cái vườn đó, đường nó khó vô, anh hẹn ra gặp ngoài cây gáo à để coi tình hình như thế nào. Nếu mà không có việc thì Tuấn ở đây chiều gặp ảnh, anh em chia sẻ giao lưu một xíu. Còn không có thì chắc Tuấn quay một hồi Tuấn đi về trước. Đây cả nhà thấy không, chuối nè, chuối người ta dục nè. Đây những cái nải nhìn rất là ngon, đây người ta dục luôn cả nhà. Những cái chuối thải ra nè, thải ra nhưng mà vẫn còn ăn được. Đây, đây những cái chuối người ta dạt bỏ nè cả nhà. Đây là cái những cái băng tải để ta là bỏ chuối vô rửa, đó là cái bồn. Bồn để rửa đó cả nhà. Khi mà cắt bùn chuối xuống là rửa cho ra mấy cái mũ. Đây, mấy xe thu hoạch là chuối này. Đó, đó những cái xe một tấn mấy đó là những xe mà chở chuối đi từ thiện đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng về phía trước tiếp mà cả nhà. Tuấn mới vừa qua một cái này là cái chợ Trường An. Ấp Trường An, xã Thanh Bình. Ồ, chỗ này thấy xe công cũng rất là nhiều cả nhà. Xe công bốc chuối rất là nhiều luôn. Để tôi quay, tôi quay lại đây. Rất là nhiều luôn nha, rất nhiều vựa. Vân Thủy. Ồ, hai bên là quá trời xe công luôn. Công đi đường thủy rồi cả nhà. Người nhìn nói chung là cái đường mà Tuấn ở ngoài khúc mà Sóc Lưu á, là chỉ là một phần thôi nha cả nhà. Vô trong này còn nhiều cái lớn nữa. Ủa, đây có một cái giáo xứ lớn lắm. Bây giờ Tuấn đi vô thẳng vô giáo xứ nè. Trước mặt cả nhà có một cái giáo xứ rất là lớn. Lợi Hà. Đây, mới qua đây là giáo xứ Lợi Hà. Phải nói là chuối ở đây mà xuất khẩu cả nhà, nãy giờ Tuấn đi chắc phải là đếm mà cái xưởng của Trung Quốc đầu tư là không thể nào mà đếm nổi luôn á.
quá nhiều luôn nè, đây nữa nè, phía tay trái nữa nè, công ty gì đây, công ty Everfan. Trời ơi nhiều nè, đây là những cái thùng chuối đóng nè, đó thùng chuối đóng xuất qua bên Trung Quốc đó. Ờ nhiều không thể tưởng tượng nổi luôn. Hồi nãy là mình đi là chỉ một vùng ngoài thôi, mà bước vô trong đây mới thấy nó nhiều cỡ nào luôn á, khủng khiếp cỡ nào, quá trời luôn rồi. Phải nói là cái mức độ tiêu thụ của Trung Quốc quá khủng khiếp. Thường thường á, thì bà con thu hoạch ở trong những cái đồi đá, đồi sâu lắm. Chỉ đưa những chiếc, có khi là phải đèo xe máy, xe lôi ra. Rồi mới ra xe lớn rồi mới kéo ra. Đó, nhiều khi mình đi mình không có gặp, nãy giờ không có gặp người ta đang thu hoạch. Lông giống lông cọp ấy. Ồ, nãy giờ đi một vòng thấy chuối đồ thấy đầy đường hết. Ở đây là chuối cuối. Dạ. Nào giờ con đi ngoài đường này con đâu biết đâu, thấy đi vô cái khu này thì còn nhiều hơn nữa. Ở trên này thấy thấy vữa ít hơn trong này nè. Trong Lợi Hà này nhiều hơn. Lợi Hà nữa. Lợi Hà bên mé cây gáo quá trời luôn. Dạ, vữa chuối quá trời luôn. Chạy vòng qua bên cái gáo á. Dạ. Trời ơi. Năm nay làm tình hình sao chú? Làm được không chú? Dạ. Đi mua cho cha mà. Dạ. Năm nay giá cả bất bình, bao lên bao xuống, cứ 2-3 ngày nó lên nó xuống, 2-3 ngày lên nó xuống rồi. Dạ. Năm nay làm cái gì về. Năm nay coi chừng lại không có Tết luôn. Mất Tết luôn hả chú? Mất Tết luôn, từ vì cái thứ nhất công dân nghỉ nhiều không có việc. Dạ. Cái thứ hai nữa là bây giờ tiền bạc khó khăn quá. Giờ khó khăn quá ha. Giờ giờ thấy vợ chồng rồi cũng ly tán nhiều ha chú ha. Đúng rồi, càng ngày nó càng nó nói là nó loạn luôn, mà thực tế là không phải là loạn. Cái thứ nhất là vì cái đồng tiền. Dạ. Cái đồng tiền, cái thứ hai nó là làm ăn bây giờ mấy cô bây giờ cứ ham cái phần xe xua ha, xua đòi ha, xe xua đua đòi với lại cái phần mà nó tham chức tham quyền. Nhiều anh nhiều chị đi công nhân rồi chứ anh mẹ nó cứ tham vọng là bỏ chồng bỏ con là đi thôi. Bây giờ như cháu thấy không, như người làm thì ít mà người ăn chơi thì nhiều. Dạ đúng rồi. Chú là cái thằng đi chơi trai nè mà còn bị nó lừa. Chú còn bị lừa nữa hả? Nhiều khi nó đến mẹ nó mua xong nó mua, nó không mua nó chôn mẹ đồ nghề của mình. Ghê vậy? Những cái đồ mà chẳng hạn như chú ba cái cà lê bỏ lết đồ, ba cái đồ chú tháo xe rồi nó vô dòm trước dòm sau, bắt đầu nó hỏi nó mua đồ món xong, bắt đầu là đồ món đâu thấy đồ mình mất quá. Đầu đầu như khóc luôn. Đầu như khóc. Nhà chú gần đây không? Chú bên Vĩnh Tân. Vĩnh Tân. Dạ. Bên đó ít chuối, bên đó cũng bên, có chuối mày. Bên đó không có chuối mày. Dạ. Căng thiệt rồi, chứ. Bây giờ những người đến mẹ nó mang tiếng có chồng có con rồi thì có. Rồi lại đi làm những cái việc nó trái với lương tâm. Mà sao năm nay không biết sao mà lại nhìn nghe con nghe mấy người tự tử luôn. Nợ nhiều quá. À. Lấy nợ nhiều quá. Cái này mình phải cảnh báo để bà con đề phòng đừng có trồng nhiều quá. Đó là chẳng may anh chơi xa đọa. Có 2.700 cái chuối à. Dạ. Năm nay hả cô? Tay luôn, nói tới chuối là tay rung luôn. Cô có chồng không? Nhà cô có chồng không? Có. Dạ. Rồi luôn mà năm nay là lỗ luôn, bán được có 2.700 à. Dạ. Trung Quốc nó tới nó mua luôn á chứ không phải là mình trực tiếp qua dạ. Ai hết trơn á. Nhà cô trồng nhiều không? Thằng con nó mướn đâu ở ngoài cây xăng ăn đóng á, sao lưng cây xăng ăn đóng á, đâu 7-8 mẫu rồi đó, mướn thôi mà, đâu có phải đắp nhà đâu, đắp mướn. Cái anh này anh làm bên đó hả cô? Ờ. Còn xa vậy hả? Sao lưng ăn đóng á, dài vô trong đó. Ồ, căng hả? Ở bên 7 mẫu hả cô, hay là bên... Tôi không biết bên nào nữa mà nó mướn mấy đó đó, mấy sao đó đó, nó nói vậy á. Cái này... Lần đầu bữa chặt dao đầu thì bán được...
4.000. Dạ. Giao sao còn lượt 3.200, giờ còn 2.700, giờ không bán thì sao giờ? Con nghe nói là có người ta cho từ thiện luôn mà. Đó giờ ai muốn ăn thì đi vô vậy. Tự chặt luôn. Tự chặt khỏi, luôn. Khỏi cần bán luôn. Nó chín quá trời rồi. Dạ. Nó chín nhiều quá, năm nay tụi Trung Quốc nó mua khó lắm. Khó. Một hoài bự vậy nó mua có 2-3 nải chín giữa, cái nải nào đẹp nó mới lấy nha, còn dạ. Nào không đẹp là liền hết. Bên con đường bỏ quá trời. Cái đường đây chạy thẳng ra cái đường ngay chỗ căng quá à. Cái đường vô chùa gì đấy nè cô, chùa Ba Cô hả? À? Con thấy nó chín luôn. Giờ muốn ăn đi vô đó chở về nó chín luôn rồi. Ta cho luôn. Chứ... thấy buồn rồi, thấy buồn. Nghe nói là thấy muốn nổi da gà rồi. Cái còn cái vụ mà từ dẫn là ở đâu cô? Từ dẫn nó có thiệt á. Thiệt á? Có hai vợ chồng thằng đó nó ở Trà Vinh. Hai vợ chồng ở Trà Vinh đi lên đây mướn đất làm. Mướn đất làm rồi bị lỗ rồi sao á, tự dặn luôn. Ở ngoài Bảo Hàm đó. Lỗ gì? Lỗ nhiều không mà tự dặn dữ không? Chắc lỗ nhiều á. Nên mướn nhiều đất mà. Đất ngoài Bảo Hàm làm cho mướn mắc lắm chứ không phải bên hướng bên này đâu. Bên này còn rẻ 50-60 triệu mẫu mà bên đây mới là mắc nè. Rồi ở trong cái gáo cũng tự dặn các em. Trong này nè. Dạ. Trong cây áo cũng tự dặn hết như như là giờ không có khả năng chi trả đó. Chứ nợ nhiều quá rồi, cầm sổ ngân hàng rồi mượn tiền nóng, tiền nguội, tiền xã hội đen gì tùm lum hết rồi, tiền đâu trả nữa. Sợ người ta tới dí á. Chú rồi trong cái này. Thế rồi. Không, chú kiểu này nói thật ra những người trả. Đó, những người mà người ta làm ăn á là mình phải khoan hồng với người ta. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bây giờ chỉ có đè những cái thằng mà cờ bạc thôi. Cờ bạc không tha được, cờ bạc không là không tha được. Mấy thằng đấy là chỉ có cho nó vào cái đường thế cùng thôi để nó chừa thôi. Người ta làm ăn là lỡ ấy thì mình cũng chừa cho ra con đường sống chứ. Đưa nhau vào cái thế bí thì lại tội cho người ta quá. Năm nay mấy người làm chuối người ta mong lấy vốn lợi mà lấy đâu có được vốn đâu, hỏi chuối mua có 2.000-2.700 ký à, làm sao mà lấy vốn được. Dạ. Trong khi mướn đất mướn đồ rồi lưa hết. Con đây cô thấy không, con thuê cái nhà đó có 500.000 một nhà một tháng rồi nha. Ừ. Có 500 thôi rất là rẻ luôn. Mà làm ăn cũng gấp 3 gấp 5 lắm. Nó vậy vậy thôi chứ giờ Tết này đâu có ai dám ăn Tết. Ủa con rắn à, rắn gì con? Đâu. Kìa, rắn nhỏ nhỏ kìa, đó nó bò vô kìa. Chết mẹ nó bò vô nhà rồi. Đó. Nhỏ nhỏ à. Thôi đừng có giết nó nha cô. Đánh roi không sao đâu cô. Đuổi đuổi nó đi được rồi. Đánh roi. Con mới thấy nó bò vô mà. Đuổi nó đi được rồi, đừng giết nó. Mới thấy nó đây mà. Nó đây nè, mẹ u quá không bắt nó. À, nó đi đâu rồi á, không thấy. Mèo giết nó luôn. Ở đây rắn nhiều dữ ta. Đường này mà không có rắn luôn. Nhưng mà không có đánh chữ rồi. Ba cái hộ hành rồi với ba cái bệnh vậy thôi. Không đây không có hộ của đâu. Nhưng mà bây giờ tới 5 giờ chiều là đóng cửa nè. Dạ. Không ai mua đâu em. Tạp hóa mà đóng cửa là sớm luôn. Những cái quán mà chẳng hạn như là mua đồ nội thất trong gia đình á, 5 giờ đã đóng cửa rồi. Năm nay nó mua bán, năm nay chán lắm. Không biết sang năm là sao nữa đây, không biết. Sang năm. Nếu như nói thật sự là nếu như mà công ty mà nó ổn định đó em thì nó còn được. Dạ. Nếu công ty mà không ổn định thì cũng thế thôi chứ. Sao? Quan trọng là công ty á. Đúng rồi. Bây giờ em tính coi nguyên cái tỉnh Đồng Nai mình không, bây giờ bao nhiêu cái công ty mà bao nhiêu con người dân mà bây giờ đa số là thất nghiệp. Anh nói nếu mà thất nghiệp ít nhất phải là 50-50. 50% luôn. Rõ ràng luôn. Chết rồi. Không ổn rồi. Thất nghiệp nhiều lắm. Bây giờ đợt này không biết sao chứ đợt trước à, anh nói với em anh đi cái đường bên này nè. Cứ thế mà anh đi đằng trước anh quay đằng sau là một đoàn xe lôi. Yeah. Đi mua dây chai. Còn nếu mà vé số thì anh nói thật đi chỗ nào cũng đụng hết. Đụng hàng luôn. Đụng hết chứ không có đường nào mà né được. Nhưng mà chẳng may là mỗi ai người đấy mua thôi. Dạ.
năm nay là thấy từ năm năm ngoái đến năm nay là anh thấy về phần kinh tế là không ổn định. Căng ha, đúng là quá căng thẳng luôn, không biết nói sao đây cả nhà. Nó căng căng về phần kinh tế là một, với lại về cái công ăn việc làm là hai, không ổn định được. Con rắn đâu rồi cô? Ồ, con mèo dữ dằn ha. Đây là những cái chuối nè cả nhà. Chuối rẻ quá người ta không chặt luôn, bây giờ nó quỵ xuống luôn nè. Chịu cành nặng quá quỵ xuống luôn. Đây cả nhà. Già lắm rồi đó. Quá trời luôn. Vàng luôn cả nhà nhìn thấy nè, những cái buồng chuối chín cây luôn nè. Những trái chín luôn nè. Chín cây luôn rồi cả nhà. Người ta cho luôn á. Đây những cái buồng chuối nè. Nè, chín luôn, trái nó bự không? Có trái chín luôn nè. Quá trời luôn cả nhà ơi. Thật là quá buồn luôn. Rùi bu. Rất là nhiều luôn ha cả nhà. Rất khủng luôn. Bà con cũng mệt mỏi luôn á. Cái này là cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho bà con đề phòng. Người thì mất của thì đau khổ. Người nói chung là năm được năm mất. Đó. Nhưng mà người mất nhiều hơn người được cả nhà. Rồi Túc cũng không biết nói sao hết thì muốn ghi hình lại để cho bà con cùng xem để đề phòng ha. Đó, tình hình thấy là rất căng luôn rồi. Bên này thì cái chuối này còn non. Bên kia là già hết mà người ta cũng không muốn chặt luôn, nó rẻ quá. Chặt ngay. Đây có những trái chín trên cây luôn nè cả nhà. Đây. Quay trực tiếp cho cả nhà xem. Chín luôn nè, rụng luôn nè. Ôi quá trời luôn. Đây, chín nè, rụng trên cây luôn nè. Không ai ăn hết. Đây, Tuấn lấy thử một trái ăn nha. Chín rụng luôn. Quá khủng khiếp cả cây luôn nè. Nhìn ngon không? Vậy mà uổng quá ha. Rất là thơm ngon luôn. Uổng phí quá. Rẻ. Tôi cũng cầu mong cho tất cả bà con cô bác được thuận lợi, bình an, may mắn và thoát qua khỏi kiếp nạn này. Chúc tất cả cả nhà đang xem video thật nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Thì cuộc sống mà mình đâu có nói trước điều gì đâu ha. Rồi mình biết sao chia sẻ vậy thôi. Cuộc đời mà lên voi xuống chó chuyện bình thường cả nhà. Đó, hôm nay mình cao ngày mai mình thấp rồi nó có rồi vòng đi quẩn lại cũng vậy thôi. Nói chung là cứ sao mà sống không hổ thẹn với lương tâm là ok rồi. Rồi. Chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những ngày gần nhất. Chuẩn bị cuộc hành trình Tuấn sẽ có thể ngày mai Tuấn sẽ đi cửa khẩu. Rồi chào cả nhà luôn.